Gà nấu giả cây, một món ăn bén dữ lắm nha. Thịt gà dai, chắc thịt được làm cháy xém da, hầm cùng với nước dừa tươi. Cái mùi của gà hòa cùng với mùi thơm của xả riềng khiến bạn không thể cưỡng lại được. Bữa các bạn nấu nhà có vịt mà không biết làm món gì thì hãy tham khảo clip này và biến tấu thành vịt nấu giả cây thì cũng ngon hết sảy. Rồi giờ cùng Trang Lê Phúc vào bếp làm món này nhé. Và nguyên liệu cho món này gồm có nước dừa tươi, gà ta, đặc biệt cần phải là gà trống già hay là gà nòi, xả cây, lá mơ, rau thơm, mắm tôm, riềng, tắc, ớt, hành tỏi, nghệ, không thể thiếu mẻ và còn có các gia vị thông dụng khác. Đầu tiên là phải làm sạch gà. Gà này là nhà ba mẹ mình nuôi, mẹ gọi xuống nói là gửi cho mấy con gà mà vip thì mới được ăn. Nhà ai mà nuôi gà lấy giống đẻ ấp thì mới có nè. Là mấy con gà trống nuôi lâu thật lâu, một con là khoảng 4-5kg gì đó các bạn. Cái cổ nó bự hơn cả cái đùi của con gà bình thường luôn. Mẹ mình cho một lần mấy con nên để tủ lạnh ăn dần. Nấu mì quảng cũng được, nấu gà hầm xả hay là gà giả cầy thì bá cháy không bỏ chét luôn. Làm sạch gà xong thì mang đi khò da cho cháy vàng thì khi nấu lên da giòn ngon lắm. Mấy bạn nhìn nè, một gốc tư mà to hơn cả cái lò. Mấy bạn khò cho phần da nổ vàng lên nha. Rồi vàng mà đen đen như vậy là ngưng được rồi. Một con rưỡi mà được bột thâu như vậy luôn. Tiếp theo mình sẽ cho nước vào ngập gà. Ngâm tầm khoảng 15 phút cho lớp da mềm thì mình sẽ chà cho lớp cháy đen bong ra. Sau đó rửa sạch và mang đi chặt gà. Mà nhớ là làm món này thì các bạn phải chặt to to, do hầm gà lâu sẽ bị teo lại là vừa. Gà đã được chặt vừa ăn thì cho vào thau. Miếng nào ra miếng nấy, vàng ươm nhìn đã chứ không nói là nhìn ngon nha. Do sống mà có ăn được đâu mà ngon. Mình dùng muỗng cà phê và muỗng ăn cơm như này để cho gia vị vào ướp gà. Một thau như vậy là 4kg gà. Nghệ tươi cho vào bịch giã nhuyễn. Mình cho vào 4 muỗng ăn cơm nghệ, 10 muỗng ăn cơm riềng giã nhuyễn. Tám tép xả đập dập. Hai muỗng ăn cơm tỏi ớt xay. Ai thích the the thì cho ớt cay vào. 20 muỗng ăn cơm mẻ. Hai muỗng cà phê tiêu. Bột ngọt thì các bạn cho tùy ý. Một muỗng ăn cơm hạt nêm. Hai muỗng cà phê muối. 4 muỗng ăn cơm đường. 8 muỗng ăn cơm mắm tôm. 1 bao tay vào trộn lên. Trộn đến khi nào thấy đều thì ngưng. Để khoảng 1 tiếng cho gà thấm gia vị thì mới mang đi nấu ha. Mình cũng dùng muỗng cà phê và muỗng ăn cơm để đong gia vị làm mắm tôm. 3 muỗng ăn cơm đường. 1 muỗng cà phê bột ngọt. 2 muỗng ăn cơm hành tỏi xay. Xíu ớt vào cho cay cay. 3 muỗng ăn cơm nước tắc. 6 muỗng ăn cơm mắm tôm. 1/4 đều đến khi nổi bọt và tan hết đường. Khuấy xong thì các bạn nhớ thử lại. Nếu mặn thì thêm một xíu đường và thêm một xíu chanh hay là tắc vào cho vừa khẩu vị của gia đình nhà bạn. Bắt nồi lên bếp để nấu gà. Cho vào 4 muỗng ăn cơm dầu ăn, 4 muỗng ăn cơm riềng xay, 2 muỗng ăn cơm hành tỏi xay. Đảo đều xào cho thơm. Khi nghe dậy mùi thơm thì các bạn cho gà để ướp vào.
Minh đậy nắp lại nấu lửa vừa chờ cho gà săn lên. Gà đã săn lên như vậy thì thêm 1,5 lít nước vào, bao gồm cả nước dừa tươi và nước lọc. Nấu cho nồi gà sôi lên. Lúc này các bạn nếm thử xem vị thế nào. Mình thì cho thêm 1 muỗng ăn cơm hạt nêm và 1 muỗng ăn cơm đường, xíu ớt vào cho cay cay. Chỉnh lửa nhỏ lại, tùy theo gà nhà bạn như thế nào mà các bạn canh thời gian nấu. Gà nhà mình quá già cứng nên mình nấu khoảng 1 tiếng 20 phút. Mình lấy kéo cắt thử một miếng xem gà đã mềm chưa. Các bạn nhớ là phải ăn thử để biết độ mềm và vị như thế nào. Khi vị và độ mềm vừa ý rồi thì mình mới tắt bếp. Lưu ý là nếu ăn với bún thì cần nước nhiều, còn mình chấm với bánh mì nên nấu nước cho cạn lại. Nếu gà nhà bạn nhanh mềm mà muốn nước sệt sệt thì bạn phải vớt hết gà ra, rồi nấu thêm một chút nữa cho nước cạn lại là được. Lá mơ và các loại rau ăn kèm thì lặt rửa sạch, sau đó thì cho lên dĩa. Thêm một ít sả cây và riềng cắt lát vào để chút chấm với mắm tôm ăn kèm ngon lắm. Không quên là thêm lên trên vài trái ớt nữa để nhìn dĩa rau bắt mắt hơn. Còn ăn hay không thì hên xui ha. Tiếp theo thì sẽ cho mắm tôm ra chén chấm. Cuối cùng thì cho gà lên dĩa thôi. Sau đó thì rưới nước lên. Thêm lên trên vài cọng rau húng lủi nữa là đã xong rồi. Vậy là món gà nấu giả cầy đã hoàn thành. Gà nấu giả cầy có phần thịt gà chắc, dai do được tẩm ướp và nấu thật lâu với nước dừa tươi đã giúp cho món ăn thấm vị và thơm ngon hấp dẫn. Vị thịt gà vừa ăn cùng với hương thơm của các loại nguyên liệu khác sẽ khiến bạn phải xuýt xoa. Nước giả cầy hơi sệt, có vị thơm nồng và mặn ngọt vừa phải. Một chút vị cay của ớt làm cho món ăn nồng ấm và thêm hấp dẫn hơn. Nhậu cũng lai ra nhâm nhi, ăn thì cũng đưa cơm, ăn với bún càng ngon, chấm với bánh mì thì ăn hoài không ngán. Nói chung là kiểu nào cũng chơi được hết trơn á. Vì thế nên là bạn không cần phải chần chờ suy nghĩ gì nữa đâu. Triển khai món gà nấu giả cầy ngay và luôn đi nhé. Vừa ngon bổ dưỡng, vừa hợp khẩu vị mà lại không tốn quá nhiều thời gian thì ngại gì mà không thử sức chứ nhỉ. Món này đặc biệt làm cho ông xã lai ra thì bà xã được 10 điểm chứ không có nhưng nha. Clip cũng hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau nhé. Bye.